cũng bị là động đất hay không đó thì đó là tính là có sau đó cách khoảng 3 mét nó có lên hơn ốc chứ có một chị nữa mà cái kỳ đó là cũng làm tặc luôn rồi, làm to dữ luôn rồi, theo cái mảng đó là xuống luôn á.